Chào khách hàng đến với kênh Tutut nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage nhà đất Hoàng Tiến .vn. Buổi sáng ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một cặp căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như bộ đôi căn nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và độ dài là 17m, rất kiên cố, là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông đông nam, thuộc cho cái hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì đã được cái gì chủ nhà full nội thất tặng kèm toàn bộ dưới trệt lên đến sân thượng để tặng kèm lại khách hàng. Và chỉ với giá 7 tỷ 650 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình ở một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và mình có một cái con đường ở trước nhà là một con đường thông, mình có thể là vừa mua để ở hoặc mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán tất cả các loại ngành nghề. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực mặt tiền phía bên ngoài lại một lần nữa, cũng như cái con đường trước nhà để khách hàng cùng tham quan. Đây là con đường ở trước căn nhà mình, chỉ cách đường trục chính căn nhà mình khoảng 20m thôi. Và con đường trước căn nhà mình thì thông qua bên cái con đường kế bên, cũng như cái con hẻm kế bên. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, mình sẽ có một bộ cửa chính phía bên ngoài được làm bằng sắt rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một cái khoảng một cái cửa bốn cánh, một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Đây là khu vực không gian bộ cửa chính của căn nhà, cũng như
Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa đưa ra phía bên ngoài này. Thì phía bên trong này thì gia đình mình cũng có thể là vừa để làm phòng khách cũng như đậu xe hơi ở phía bên trong căn nhà của mình, cũng rất là thuận tiện với một cái diện tích cực kỳ là rộng rãi. Khu vực không gian phòng khách căn nhà mình thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì mình được ốp gạch đá bóng kính 60, cao lên 1m2, và phía bên trên thì mình có những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Và kế bên thì mình có một cái tủ để giày dép cũng như di chuyển vào bên trong một chút, là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng đã được anh chị chủ nhà thiết kế cũng như đã sắm sẵn để tặng lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực cầu thang của căn nhà. Thì trụ cầu thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly, rất là đẹp và chắc chắn. Phía bên dưới chân cầu thang thì mình sẽ có một cái hòn nam bộ khô được trang trí rất là nhiều cây xanh rất là đẹp, và phía đối diện thì mình có một cái mảng tường được ốp gỗ và có treo cho mình một cái đồng hồ rất là đẹp. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau, ở khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, thì phòng bếp căn nhà mình, tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình cũng được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Sàn nhà mình thì được lát gạch đá bóng kính 80, cũng như không gian phòng bếp thì mình được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và di chuyển lại khu vực phía sau là mình sẽ đến với lại khoảng không gian giếng trời và nhà vệ sinh. Đây là khu vực không gian giếng trời phía sau căn nhà để mình lấy gió và ánh sáng. Kế bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình phục vụ cho khu vực ở dưới không gian phòng trệt, khu vực phòng khách, gara xe hơi cũng như khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Một căn nhà mới được xây dựng xong, cũng như bộ đôi căn nhà của mình thì mới được xây dựng xong cuối năm 2020, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như bộ đôi căn nhà mình thì nằm sát với lại công viên Làng Hoa, chợ Anh Thông Tây và nhà thờ Anh Thông Tây, rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở là mở văn phòng công ty. Trước căn nhà mình có một cái con hẻm rộng lên đến khoảng 6-7 mét, xe hơi xe tải có thể di chuyển vào căn nhà của mình rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì phía bên ngoài tầng lửng, khu vực hành lang, mình sẽ có một cái mảng tường được ốp gỗ trang trí và có treo cho mình một cái bức tranh. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong phòng khách của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình có những cái lọ hoa được trang trí trên một cái kệ sắt rất là đẹp, cũng như bên trong không gian phòng khách tầng lửng căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà trang trí cho mình một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, cũng như phía sau thì mình có một cái tủ rượu và hệ thống giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là đẹp và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại công viên Làng Hoa, chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng căn nhà mình có gara để ô tô, phòng khách chi tiết, phòng khách tầng lửng, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông đông nam, của chúng ta thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như căn nhà này thì đã được anh chị chủ nhà phun toàn bộ nội thất từ chi tiết trên đến sân thượng để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế với 4 phòng ngủ chính, và 4 phòng ngủ căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà phun nội thất toàn bộ. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên về nhận nhà là vào ở ngay, chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà
đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm, và gia đình mình chỉ xách vali về là nhận nhà vào ở ngay. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý nhà mua căn nhà này thì quý nhà yên tâm về giấy tờ cũng như pháp lý và sổ hồng hoàn công cũng như giấy phép xây dựng và có bản vẽ thiết kế thi công rất là đầy đủ. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì khu vực phòng ngủ số 2 căn nhà mình cũng có đầy đủ các giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, gương và tủ quần áo. Và mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nên tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà cũng như một bộ đôi căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu thôi, là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và giá trị nội thất của căn nhà mình thì ước tính lên đến khoảng 500 triệu đồng. Đây là không gian nhà vệ sinh cũng như phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính và 4 phòng ngủ thì được thiết kế là giống nhau. Cho nên mình sẽ chiếu sơ qua để khách hàng cùng tham quan. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng. Và mình có cửa mở cũng như không gian mở nhà vệ sinh và có rèm để khi mình tắm thì mình sẽ thả rèm xuống. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế sân thượng phía sau, thì mình để làm một phòng giặt cũng như sân phơi phía sau, và bên trên thì mình cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Với hai căn nhà sát nhau cũng như đã có sổ hoàn công riêng từng căn và đã được anh chị thiết kế cũng như riêng từng căn, và chỗ này thì mình có hai căn mới được xây dựng xong. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà này. Đây là khu vực phía trước sân thượng căn nhà. Mình sẽ có một cái khoảng không gian phòng thờ phía bên trong. Thì đang được anh chị chủ nhà trang trí cho mình một cái bàn ở phía bên trong. Cũng như phía bên ngoài mình có khoảng sân để mình vui chơi ở phía bên ngoài. Đây là khu vực không gian khoảng sân phía trước của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.